Mọi người nha, cá chín hết mọi người. Đây là thịt cá là đầu tiên nè. Đây mình sẽ chuẩn bị là một cái dĩa muối ớt đây nha mọi người. Đó, chấm vào mọi người ơi. Thì nói chung là mình sẽ thưởng thức trước nha. Mình Để sẽ miếng coi nữa con nha. cá như thế nào. Thịt rất là mềm, ngọt mọi người. Và thêm nước mắm chanh và muối ớt nữa, rất là ngon. Chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến kênh YouTube của Liêm Vlog nha mọi người. Và hôm nay á, thì Liêm có mặt tại ở Trà Vinh, ở quê vợ mình nha. Thì mình mới về quê được có vài ngày ngắn ngủi thôi, cũng rất là tranh thủ. Ở đây là cảnh vật vùng quê của mình nha mọi người. Cây hoa lá đây nè, rất là hồn nhiên ha, thoải mái. Thì cũng tranh thủ về quê có ngắn ngủi vài bữa thôi, nên là Liêm mới đi chợ mua một con cá về. Và hôm nay đặc biệt cái video này Liêm sẽ làm con cá nướng cho mọi người xem nha. Và giới thiệu đây mọi người, đây con cá ở đây. Rồi, vệ sinh như đây cho mọi người xem. Đó, mọi người thấy con cá to ghê không? Đó, mình mới đi chợ mua về nha mọi người. Rồi mình sẽ ốp cá này và ốp phần sa tế và nướng cho mọi người xem nha. Thì mọi người hãy xem hết cái clip này. Rồi thấy clip này hay, nhớ cho Liêm ủng hộ Liêm một like, một lượt đăng ký và chia sẻ lên Facebook để cho nhiều người xem và ủng hộ cho Liêm nha. Rồi ok, rồi Liêm sẽ chuẩn bị ốp cá và làm nha mọi người. Ở đây cái hũ sa tế là mình sẽ chuẩn bị gọi đây mọi người. Rồi mình sẽ dùng hũ sa tế này mình ốp cá nha. Mình nói chung là tay chân mình rửa sạch sẽ hết rồi mọi người. Đây mọi người, đây cái hũ nè. Ở đây ốp. Chút hết luôn. Đó. Rồi, mình sẽ chuẩn bị dùng mình không có chuẩn bị bao tay á, mình dùng cái bịch này mình ốp nha mọi người. Đây mọi người, ở đây mình có cắt khứa khứa để ngồi mình nướng cho nó thấm nha mọi người. Nãy giờ đang nhóm lửa nè mọi người, chờ nhóm lửa xong rồi chờ than là bắt đầu là mình sẽ bắt lên nướng nha. Đây cái cây này mình làm nha mọi người, đây đó, mình kẹp cá nó vậy nè, rồi than xong xuôi là mình sẽ nướng vào nha. Mọi người đón xem nha. Đây mọi người ơi, cá thì than mình đã làm xong rồi mọi người. Mình sẽ làm than về nè. Đây cá mình để ở đây mình nướng về nha. Đó. Nói chung thì nướng cũng khá là lâu á, thì mình sẽ cho qua nha. Rồi chừng nào mà ok thì mình sẽ quay lại cho mọi người xem nha. Ok mọi người ơi, cá nướng của Liêm làm xong rồi nha. Rồi chiều giờ mấy tiếng đồng hồ luôn mọi người nè. Đó, quay đường về luôn rồi mọi người. Khối ngùn ngút luôn nha. Nè, Liêm sẽ xay cá mọi người xem. Hồ nè. Đó. Quá ngon luôn. Rồi, Liêm sẽ cắt bếp và đem vô cho mọi người thưởng thức cho mọi người xem nha. Cá nướng mình đã làm xong hết rồi nha. Đây mình sẽ bày lên cái mâm này. Đó là công sức của hai vợ cháu mình hồi chiều giờ đó. Đúng rồi, nhờ công của con cắt cắt cây, đào hố, nhóm củi, kiếm củi. Hôm nay hai vợ cháu mình phải thưởng thức con cá thật là ngon miệng mới được. Đó, con cá này là dành cho hai vợ cháu mình đó. Thôi, rồi, ok mời các bạn nha. Mời tất cả các mọi bạn người dùng nghe mình nha. Hai vợ cháu mình nha. Đó. Đây, vừa là mình ăn trước con cá nha mọi người. Đây mình sẽ vẽ con cá này cho mọi người nha. Cá chín hết mọi người. Đây là thịt cá là đầu tiên nè. Đây mình sẽ chuẩn bị là một cái dĩa muối ớt đây nha mọi người. Đó, chấm vào mọi người ơi. Thì nói chung là mình sẽ thưởng thức trước nha. Mình sẽ coi con cá như thế nào. Thịt rất là mềm, ngọt mọi người. Và thêm nước mắm chanh và muối ớt nữa, rất là ngon. Để cho thử một miếng nha. Rồi. Muối ớt chanh rất là cay nha. Thịt cá rất là mềm và ngọt.
với lại mùi ớt chanh rất là cay, với lại mình cũng thích ăn cay nữa nên mình là khá thích món này. Hương vị là nướng như thế này mọi người, chấm thêm miếng miếng rau nữa, có thêm miếng rau nữa mọi người ơi, và làm thêm chén chấm cái muối ớt cay này nữa nha. Đó, ngon quá. Thử cuốn rau thêm một miếng nữa mới được. Cuốn rau ngon. Nay mình cũng salad thêm với dưa leo nha các bạn, với lại thêm rau răm thêm một chút nữa. Cá rất là to luôn mọi người, nhìn thịt cá nè mọi người. Đó mọi người thấy không, cá thịt rất là ngon luôn, tươi luôn nè. Cá như vậy mà ăn không ngon nữa là cá nào mà ngon nữa mọi người. Nói chung là hai dân cháu mình hồi chiều giờ nướng, nói chung là không có học hỏi về vấn đề vậy. Nướng là tự giác nướng luôn. Cá rất là ngon, cá là ngon ngọt luôn. Cái này mình ăn thêm rau vô nữa rất là cái mùi đúng rồi, salad rất đúng là rồi. Ngon, với lại thêm rau răm nữa nè mọi người, mùi ớt chanh rất là salad cay nè. Nhưng mà mình rất thích dưa leo nè. Đó mọi người mà thưởng thức con cá này mà ăn như vậy là còn gì đâu nữa mà so sánh bằng thôi mọi người. Đó, cá như vậy mà kiếm đâu ra mọi người. Cái hồng của Liêm là 2x lời nha. Quá trưởng. Thật là quá trưởng các bạn ạ. Hồng không? Còn cái hồng của mình thì ít lời thôi chứ không tới 2x lời nha các bạn. Mình cứ thêm một miếng nữa mới được. Thấy những lúc 2x lời chắc mình phải ít lời mới được. Nói luôn chung là con cá này á, hai dưỡng cháu mình nướng chiều là... hai dưỡng cháu mình nướng chiều giờ cũng ít nhất là 1 tiếng rưỡi đồng hồ mọi người, đâu phải là dễ nướng đâu. Cái lời nhỏ hơn hai lời luôn các bạn, cá rất là to. Ăn nãy giờ là chưa hết nữa, phần nửa con cá luôn nè, thịt nè. Đó, đó mọi người thấy không, thịt nhìn rất là tươi ha, thịt nướng không bao giờ khô nha. Kèm với rau sống mà cái này mà con nói bây giờ là dựng quên thêm với cà chua nữa. Cà chua hồi nãy ăn sao nên là lần sau đi mình thay đổi qua cà chua. Rất là ngon mọi người, ăn nhiều vô trời. Bây giờ đói thì ăn cứ ăn đi. Đây, tôi ăn rồi đâu mà chết sao. Mình thêm một miếng nữa nha các bạn. Và thay 2x lời giống dượng chắc không được quá. Miệng của dượng sao con mà qua nói. Đúng không rồi. Miệng con ít lời. Miệng của Liêm là miệng ăn mà. Còn miệng mình là ăn cay với các bạn. Quá ngon luôn mọi người ạ. Mùi ớt các bạn, nó khá cay lắm. Mọi người mà yêu thích video này, nhớ cho mình xin một like, một lượt đăng ký và ủng hộ cho kênh mình nha. Đó. Cá rất là ngon luôn. Nếu mọi người thấy kênh dựng của mình hay á, hãy cho một like, một subscribe và đăng chia sẻ và đăng ký kênh cho dựng của mình nha. Rồi, ok mọi người, video cũng đã rất là dài rồi ha. Thì mình xin hẹn tạm dừng cái video ở đây, hẹn mọi người những video tiếp theo. Mình sẽ cố gắng ra những cái clip sau này sẽ chất lượng hơn.
đó, mang đến cái sự thu hút mọi người xem nhiều hơn nha. Rồi cảm ơn mọi người, hẹn mọi người những video tiếp theo nha. Bye, bye mọi người nha.